Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai các tỉnh thành cả nước tiếp diễn với nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đi kèm với chỉ số UV cao. Cụ thể, Bắc Bộ ngày mai trời quang mây, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rông kèm sấm sét vài nơi. Mức nhiệt các tỉnh thành, trong đó có thủ đô Hà Nội tăng trở lại, cao nhất toàn miền, phổ biến ở ngưỡng là từ 34 cho tới 37 độ. Lùi xuống với các tỉnh thành Trung Bộ, nắng nóng cũng quay trở lại với thời gian nắng kéo dài nhiều tiếng. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Đà Nẵng nhiệt cao nhất sẽ phổ biến từ 35 cho tới 37 độ. Còn với khu vực Nam Trung Bộ nhiệt dịu hơn, cao nhất từ 32 cho tới 35 độ. Ở các tỉnh thành phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn xảy ra về chiều tối mai, đi kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật. Các tỉnh thành Tây Nguyên nhiệt mát mẻ từ 20 cho tới 29 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ, nhiệt sẽ từ 24 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị. Đêm nay ngày mai, tất cả các vùng biển của nước ta đều lưu ý có mưa rông. Với quần đảo Hoàng Sa, gió ở cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Xuống tới quần đảo Trường Sa, gió cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Tầm nhìn xa ở cả hai quần đảo đều trên 10 km. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.